bây giờ là cái cuộc sống L4, L5 bị tổn thương lâu chưa? Lâu, 20 năm. 20 năm rồi. Bây giờ cái khó nhiều của anh hiện nay là anh là tôi ngồi nhiều cái lưng ấy của anh nó trồng. Nó trồng cái lưng? Trồng lưng. Rồi, ok. Bây giờ anh còn đi lại sao? Đi bình thường. Từ cái nào cũng dùng đá hết. Vậy cái đá đó mà cái lưng mới đổi không có đá là thua, không có đá là thua, không đá là thua. Giờ ngồi xuống đứng dậy thôi, bình thường ngồi xuống đứng dậy bình thường. À chỉ không là giờ đá thôi, chứ không đá là còn tháng là rồi. Ok, không thể nặng mà phải đâu. Ok rồi, thôi sẽ giúp cho anh một cái rồi nằm cái đầu quay lên kia xin. Rồi chắc anh bỏ dưới đây. Và mọi người đã thấy cái thần kinh quả đó, thì khi mà một cái biểu hiện mà lâu rồi mà lại không có cái biểu hiện nhiều lần nhờ chôn đá rồi nó lấp đi triệu chứng, nhưng mà một cái điều quan trọng là mọi người sẽ nhìn thấy nè, là khi mà mình cho bệnh nhân nằm sắp xuống, anh chui hai tay xuống á, rồi người thẳng ra mình ha, ok, thì mình sẽ thấy hai chân đó là nó sẽ bị lệch với nhau, cái chân bên phải nó dài hơn chân bên trái ha. Thì thường thường là như là do cái đốt sống lưng hết, nhưng mà thông thường một người mà đi khám cái lưng á thì mình sẽ chỉnh cái lưng á, mình chỉnh xong rồi thôi, mình mọi người có thể lên nhìn sơn cái này, cái này không có nặng lắm đâu, bị thôi, mọi người nhìn đây nè, thấy chưa, cái chân bên phải trái nó dài hơn ha, đó thấy chưa. Rồi thế thì nói vậy đi cho mọi người nắm được cái chẩn đoán của ta ha. Thì để coi cái L4, L5 sao. Cái ghế nặng thầy ạ, quay ghế nặng lắm. Kệ nó. Thì nó bị đó cực. Trước đây có cắt lễ ở đây không, hả? Không. Không à. Cái này trong cái bài học của mình là sẽ có học cái để mà quay chân á, quay chân để mà chữa đấy ha, thì mình sẽ học cái đó. Rồi anh nằm ngửa ra được rồi. Rồi bây giờ anh chắc anh ngồi dậy đi, anh quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Thì thông thường á là cái cổ mà bị thêm á thì mình mọi người hay thấy tôi kêu làm cái tay á, anh quay cái tay lên đưa lên cao lên nha, là được tới đây, ok rồi, tay kia bỏ xuống rồi, tay này cao hơn ha. Thế thì bị là ảnh hưởng là do bên cái trái nhiều hơn ha. Bên phải nhiều hơn. Rồi anh đi đứng ra đi, rồi đứng ra đi chút xíu. Mọi người coi lên thấy không, bữa nay nhìn thấy thật ha. Không, hôm nay phải xuống để thầy làm thật á, nhìn thật. Cái nào cũng cục cũng mua dù tức á. Nhớ hôm bữa không xem được. Rồi, mềm. Đây. À, ok, được rồi. Này, khỏe mạnh để anh về đi giúp. Rồi anh ngồi đi. Tại vì anh lấy giúp cho bà con nhiều á, thì mai mốt anh gửi xuống đây, gửi cho cái đây ban này gửi lên á, thì anh nói là xin giảm 10% nha, để giúp cho bà con. Ha. Wow. Bao nhiêu năm? 60 năm cuộc đời. Thôi, bây giờ đứng dậy đi. Bây giờ anh quay cái tay khác rồi đó.
Rồi. Cái tay này hồi nãy là quay yếu lên em. À. Ok. Ok. Cái này cao hơn rồi. Cao hơn. Rồi ta nằm xuống đi. Nằm cái đầu quay đi. Rồi. Em lên. Chắc có lẽ là phải lừa anh vẽ lên ngồi. Em. Rồi một anh nó là giữ chân. Giữ cổ chân đi chị. Rồi. Nắm cái cổ chân. Để cô nữ. Tại vì anh này cũng là nặng ký. Năm. Thấy không? Đây là chục ký. 71. 71 là tôi 72. Ok. Rồi, nên cho đó. Ở đó gì nhìn chưa thấy rồi. Chưa thấy rồi. Rồi, thấy tâm lý nha. Thầy trên YouTube không ạ? Rồi, quên mặt qua đây. Bé, bây giờ là 4 lần 5 đi. Nha. Rồi, mềm như người đó. Đó vậy đó, cứ mềm ra vậy đó. Nha. Thấy chưa? Tôi đã được thưởng thức nhé. Rồi, mềm ra. Đó. Mềm ra. Nghe rách rách nha. Rồi nằm thẳng này, mình phải thẳng này. Rồi. Rồi, một anh qua dịnh cái này. Đây là đẹp, qua đây này. Đẹp đó, mình có chân gấp dài chân để đây. Mày chỗ này đó, đúng rồi đó, thẳng lên đó, đó này. Cái người thẳng ra, đó, đau không? Không đau rồi. Không đau thì mình chơi, không đau phải không? Nằm thẳng người, xích chích ra đi. Đó, vậy đó rồi. Cho bây giờ lên. Đó là hạ lục. Rồi làm sao xuống? Em, mấy chục năm. Mấy chục năm nữa. Rồi. Xích chích lên. Đó, vậy đó, đúng rồi. Mọi người nhìn lại đây. Nè, bây giờ hai chân bắt đầu đều lại rồi. Thấy chưa? Ok. Ok. Rồi, hấp. Rồi, như vậy đi. Rồi, bây giờ coi cử động cảm giác sao là bây giờ chỉnh lại rồi. Nhẹ nhàng chưa? Rất nhẹ. Rồi thôi, trở lại vị trí đuổi xung chân. Đúng rồi, rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn
0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.